Và trong bài này thì chúng ta sẽ kết hợp cả ba cái kỹ thuật là bọc một layer vào một layer khác này, dán vùng hình ảnh được chọn vào trong vùng chọn, và cái lệnh tạo mặt nạ. Đây, cái ảnh này là nền rồi. Ok, vậy xong. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét tiếp các yếu tố khác. Ví dụ như là bây giờ chúng ta có, đây là các tài nguyên. Đó, chúng ta mở đối chứng một chút cái ảnh đã hoàn thiện. Thế bây giờ chúng ta có hai ảnh đó. Bây giờ chúng ta sẽ lấy lần lượt một số các cái tài nguyên từ ảnh nọ đưa sang ảnh kia. Đấy là ảnh hoa này, đúng không? Ảnh lá này. Trước hết là Ctrl A này. Đó. Copy đưa sang đây. Vậy là tôi có một cái ảnh. Chúng ta làm thao tác tạo mặt nạ trước nhé. Bây giờ tạo vùng chọn, tốt nhất là lấy cả cái hoa sang đã. Đây, Ctrl A, copy, Ctrl V, dán vào. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý như sau. Tạo một vùng chọn này, bao lấy cái phần liên quan tới cái hoa. Sau đó thì tiếp tục như sau. Trên layer cái hoa này chúng ta đã có vùng chọn rồi, thì các bạn chỉ việc đơn giản là tạo cái mặt nạ là nó sẽ che bốn góc vuông đi, đúng không? Tiếp theo này, giữ Ctrl này, chúng ta click tiếp vào đây, tạo vùng chọn và việc tiếp với lại cái dây lá, nó cũng sẽ giấu các góc đi. Bây giờ xem trên bảy mẫu thì chúng ta sẽ thấy là hoa ở trên, lá ở dưới, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết tiếp, xử lý lại cái mặt nạ này một chút bằng cách là vẽ ra một cái vùng tròn. Bấm vào cái mặt nạ này, chúng ta tô màu đen vào đây. Black. Màu đen tô đến đâu thì nó giấu đến đó. Do đó thì chúng ta sẽ giấu đi được một nửa cái layer chiếu hoa. Giấu chứ không phải xóa nhé. Xin nhắc lại là như thế. Thế đến đây là chúng ta giải quyết được cái phần nửa ở trong. Bây giờ bấm vào cái layer ảnh phía dưới. Chúng ta sẽ sử dụng lệnh Layer, Layer Style, chọn Outer Glow. Bằng cách này chúng ta sẽ tạo ra được cái rồi. Layer này, layer style này, outer glow này. Đây, size rồi, làm to làm nhỏ tùy chúng ta, đúng không? Nhấp ok. Vậy là tôi giải quyết xong được cái giữa. Bây giờ về mặt chữ thì chỉ cần làm một cái đơn giản như thế này thôi. Ở đây thì tôi nói nhanh luôn về phần chữ, do lý do là chúng ta cần một cái vùng chọn thôi, đúng không, để làm cái mặt nạ. Thì bây giờ tôi sẽ đưa ảnh vào trước, tôi sẽ lấy ảnh cái hoa đó, ví dụ đưa ra đây. Vậy là tôi có được cái ảnh hoa vào đây. Sau đó thì tôi sẽ đánh cái chữ vào. Có hai cách, một là chúng ta đánh chữ thật, sau đó chúng ta sẽ giữ phím Ctrl, chúng ta click vào thumbnail của nó để chúng ta chọn lên. Nhưng còn một cách thứ hai nữa là chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ chữ là Horizontal Type Mask Tool này để chúng ta gõ ra cái chữ, nhưng mà gõ xong thì nó sẽ thành vùng chọn luôn. Summer nha. Đây, lấy cái size giờ là độ khoảng 48 đi, ví dụ này.
sàn mặt. Sau khi mà chúng ta gõ xong, chỉ cần thoát ra khỏi công cụ thì nó sẽ tạo ra cái vùng chọn có hình dáng của cái chữ rồi. Bây giờ sử dụng một trong các công cụ tạo vùng chọn, đưa vào trong vùng chọn này và dịch nó vào cái khu vực mà chúng ta cần. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh dưới đây nha, tạo mặt nạ. Nó sẽ giấu các phần hình ảnh mà nằm ngoài cái vùng chọn nó đi. Và bây giờ tôi sẽ chọn cái layer ảnh này, chọn layer style. Lần này thì dùng bevel emboss để làm cho nó nổi lên. Đó. Các bạn có thể dùng inner, dùng outer hay dùng emboss thì tùy. Nhưng túm lại là về nguyên tắc thì chúng ta sẽ làm như thế để tạo ra cái layer style. Một chữ đã làm được thì cái phần còn lại cũng sẽ làm được. Đó. Thế còn có cái gì cần phải lưu ý nữa ở trong cái bài này? Các chữ khác thì làm tương tự như thế thôi nhé. Cái hoa này thì các bạn có thể là đưa thẳng trực tiếp cả cái hoa vào. Ví dụ các bạn có thể đưa thẳng cả hoa vào. Muốn giữ cái phần nào thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái lệnh là tạo mặt nạ, đúng không? Mặt nạ trắng luôn đi. Sau đó thì các bạn lấy cái bút, các bạn tô màu đen vào cái phần mà các bạn cần. Tốt nhất là bút tương đối cứng một tí. Đấy. Bây giờ chúng ta tô vào trong mặt nạ. Phần lớn này thì chúng ta sẽ tô bằng bút lớn. Đấy, xem lại vài mẫu cho nó đến đâu. Rồi. Thế còn đến phần này thì chúng ta sẽ thu nhỏ bút lại, chúng ta tỉa vạch vào những cái phần mà chúng ta cần giấu nó đi. Có thể mạnh tay hơn cũng được. Đấy, nếu những cái chỗ nào mà nó quá thì các bạn có quyền là gì đây nhỉ? Tô lại màu trắng các bạn. Phục lại những cái phần mà các bạn cần. Đấy, cẩn thận làm chi tiết cái đặc điểm của các bạn. Tôi chỉ là cái hướng là làm như thế nào thôi. Đó. Thế thì đây là cái cách để mà chúng ta có thể làm cái làm theo cái cách là dùng mặt nạ nhé, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ xóa bỏ hết tất cả những cái phần này đi và chúng ta sẽ giới thiệu về cái cách thức làm thứ hai. Cách làm thứ hai thì chúng ta sẽ làm như sau. Trước tiên là các bạn tạo cho tôi cái vùng chọn đã. Sau đó thì các bạn copy lần lượt những cái thứ này. Sau đó sang bên này, edit paste special paste into thì chúng ta sẽ dán được nó vào trong cái phần mà chúng ta muốn. Tương tự như thế. Tải vùng chọn lên. Bây giờ chúng ta lại lấy cái này, copy quay lại bên này. Lại sử dụng lệnh gì đây? Paste into. Trong trường hợp như thế này thì chúng ta cần phải hiệu chỉnh lại cái phần vùng chọn, hoặc là nếu không thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh phần vùng chọn ngay từ đầu đi. Đây. Cắt luôn cái vùng chọn này đi. Đấy, chỉ còn để lại bán nguyệt thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ edit paste, paste special paste into thì chúng ta sẽ dán được cái phần này vào. Thế còn phần tạo ra cái bóng, cái cuồng sáng thì cũng vẫn là làm ở layer nào nằm dưới thì làm với layer đó. Đó. Layer style outer glow. Ok, đến đây giải quyết xong được cái phần này. Thế còn phần cái chữ thì cũng làm tương tự như vậy. Đây, gõ ra chữ summer vào đây. Sau khi thoát ra thì nó đã có vùng chọn sẵn rồi. Việc còn lại của chúng ta chỉ là quay về bên này, copy lấy cái hình mà chúng ta cần, sau đó thì chúng ta lại edit paste into vào trong cái vùng chọn đó. Thế và làm layer style thì chúng ta cũng chọn cái layer ảnh đó, layer style, chọn gì đây ạ? Bevel emboss để làm cho nó dày lên. Thế đấy là kỹ thuật thứ hai
đấy là dán một cái vùng ảnh vào trong vùng chọn hiện hành. Thế còn kỹ thuật thứ ba thì chúng ta sẽ làm như sau. Kỹ thuật thứ ba thì tôi sẽ cần phải có một cái vùng chọn trước đã này. Với cái vùng chọn này tôi tạo một layer mới, tôi cho nó một màu bất kỳ, tôi không quan trọng là màu gì. Đó. Edit. Edit fill. Đen trắng đỏ gì ấy không quan trọng. Sau đó thì lại sang bên này, copy. Dán vào. Sau đó thì nhấn giữ an và kích vào gì đấy ạ? Phần giao nhau. Đấy, và muốn điều chỉnh thì chúng ta bấm vào cái ảnh để chúng ta điều chỉnh, lôi kéo nó vào cái vị trí mà chúng ta cần. Tương tự như vậy thì lại tiếp tục làm sao đây ạ? Lấy cái phần hình ảnh bên này, copy đó sang bên này, lại dán tiếp vào, Ctrl V dán vào. Và muốn bọc vào thì lại nhấn an, làm sao đây ạ? Bọc tiếp xuống dưới. Bây giờ cái thằng này muốn dịch chuyển đến đâu thì các bạn dịch đến đó. Thế còn trường hợp này thì nó hơi khác một tí, là cái phần outer glow thì chúng ta phải làm cho cái phần cái layer đen đen này cơ, chứ không phải là hai cái lớp bọc ở phía trên. Đấy. Layer style outer glow, chữ thì cũng tương tự, nhưng lúc này thì chúng ta đánh chữ ra thẳng. Đấy. Bây giờ summer. Đấy, chúng ta sẽ có một cái chữ màu gì không quan trọng đó. Bây giờ đưa ảnh vào, copy, dán vào, sau đó thì đặt cái ảnh vào trong vị trí mà chúng ta cần, sau đó thì cũng tiến hành làm sao đây ạ? Bọc nó vào và chúng ta làm cho cái chữ này nổi lên thì làm ở đâu? Làm ở chữ chứ không phải làm ở ảnh bọc lên. Luôn luôn tất cả các hiệu ứng sẽ là cái bị bọc. Đấy. Cái lớp ở dưới, layer style, bevel, emboss. Đấy, để cho nó nổi lên. Thế thì như vậy là các bạn vừa thấy là chúng ta với cái bài này chúng ta đều có thể là dùng cách nào cũng được. Đấy. Từng cách một làm xong rồi thay đổi cũng được, hoặc là trên một cái bài này thôi, nhưng mà góc chỗ này thì tôi dùng kỹ thuật A, góc chỗ kia tôi dùng kỹ thuật B, góc chỗ kia tôi lại dùng kỹ thuật C, tức là đa dạng kỹ thuật ở trong một bài cũng được, đều có thể thực hiện được. Đấy, thì đối với cái bài này thì chúng ta sẽ thực hiện như thế, tôi chỉ làm góc thôi, tại vì cái phần còn lại thì kỹ thuật nó cũng chỉ bao gồm có thế thôi. Các bạn đã làm được một góc thì góc còn lại các bạn cũng có thể xử lý được.